6 giờ sáng ngày 14 tháng 10, Hà Nội cho phép nhà hàng, quán ăn, xe buýt, taxi hoạt động. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành chỉ thị thích ứng an toàn với điều kiện mới. Theo đó, từ 6 giờ ngày mai, 14 tháng 10, thành phố cho các cơ quan doanh nghiệp hoạt động bình thường, xe buýt, taxi, cơ sở nhà hàng ăn uống khách sạn được hoạt động trở lại. Để đảm bảo mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết, trước hết trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh yêu cầu từ 6 giờ ngày 14 tháng 10 điều chỉnh các hoạt động trên địa bàn như sau: các cơ quan, công sở, tổ chức, doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường, thường xuyên tự đánh giá nguy cơ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định; khuyến khích làm việc trực tuyến; xe buýt, xe taxi được hoạt động theo công suất và hướng tuyến do Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn, đảm bảo các quy định của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế và các quy định phòng chống dịch. Các bảo tàng công viên được mở cửa đón khách trở lại với số lượng không quá 10 người mỗi đoàn, đảm bảo khoảng cách, thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch. Khách sạn, cơ sở kinh doanh lưu trú được phép hoạt động trở lại không quá 50% công suất, đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh lưu trú và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định và hướng dẫn của ngành du lịch. Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ, không quá 50% chỗ ngồi và phải đảm bảo khoảng cách, có vách ngăn, tấm chắn. Chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm hai mũi vaccine phòng COVID-19, yêu cầu khách hàng thực hiện quét mã QR. Các hoạt động và cơ sở kinh doanh phải đảm bảo biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện nghiêm 5K, cài đặt và quét mã QR theo quy định của Bộ Y tế và thành phố gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ và các cá nhân tham gia. Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã duy trì hoạt động trực giám sát, theo dõi sức khỏe và xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định và hướng dẫn của ngành y tế đối với những người cư trú trên địa bàn khi trở về từ địa phương khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao được công bố tại trang thông tin điện tử của Bộ Y tế, xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Hoàn thành kế hoạch tiêm vaccine mũi 2, ưu tiên tiêm vaccine cho người trên 50 tuổi, công nhân các khu, cụm, công nghiệp, lực lượng vận chuyển, người làm việc tại các khu vực nguy cơ lây nhiễm cao như trung tâm thương mại, siêu thị, theo hướng dẫn của ngành y tế. Sở Y tế thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế đối với việc xét nghiệm cách ly theo dõi y tế người đến từ vùng dịch, từ các địa phương khác, người nhập cảnh, bao gồm trẻ em chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine. Người hoàn thành cách ly tập trung được di chuyển thuận lợi về nơi cư trú, lưu trú, làm việc để phục vụ khôi phục và phát triển sản xuất theo quy định. Triển khai kịp thời kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dưới 18 tuổi và tiêm tăng cường khi có hướng dẫn và phân giao vaccine của Bộ Y tế sở giao thông vận tải hướng dẫn tổ chức hoạt động liên quan vận tải vận chuyển hàng không đường bộ đường sắt đường thủy hoạt động vận tải hành khách giao thông vận tải liên tỉnh lưu thông hàng hóa trên địa bàn hướng dẫn tổ chức hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe buýt xe taxi theo nội dung quy định tại công điện này và các quy định hướng dẫn của bộ giao thông vận tải bộ y tế Công an thành phố chủ trì phối hợp với Sở Y tế và chính quyền địa phương cập nhật thông tin quản lý việc cư trú, thông tin y tế và di biến động của người dân trên địa bàn, đặc biệt giám sát y tế đối với người về từ các khu vực, địa phương có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao. Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký ban hành nghị quyết số 128 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, áp dụng thống nhất trong toàn quốc theo nghị quyết 128, khi cả nước áp dụng nghị quyết này sẽ tạm thời không áp dụng các quy định tại khoản 1 điều 1 của nghị quyết 86 ngày mùng 6 tháng 8 năm 2021, chỉ thị 15, chỉ thị 16, chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, quyết định số 2686 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19. Trường hợp cần thiết phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trên quy mô toàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cao hơn các biện pháp tại quy định này thì chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ Đồng thời, Nghị quyết 128 sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, tức là từ ngày 12 tháng 8. Theo Nghị quyết 128, cấp độ dịch COVID-19 sẽ được phân loại theo 4 cấp độ bao gồm: cấp 1, nguy cơ thấp, bình thường mới tương ứng với màu xanh; cấp 2, nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng; cấp 3, nguy cơ cao tương ứng với màu cam; cấp 4, nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ. Bên cạnh đó, việc đánh giá cấp độ từ quy mô cấp xã và có thể dưới cấp xã nếu có trở lên nhằm đảm bảo linh hoạt và hiệu quả. Qua đó, tiêu chí đánh giá cấp độ dịch sẽ phụ thuộc vào 3 yếu tố do Bộ Y tế hướng dẫn. Tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng trên số dân trên thời gian, độ bao phủ vaccine, lưu ý nhóm tuổi có nguy cơ cao, tỷ lệ tiêm mũi thứ nhất, tỷ lệ tiêm đủ liều, khả năng thu dung điều trị của các tuyến, lưu ý xác định rõ khả năng thu dung điều trị hiện có và kế hoạch bổ sung. Theo Nghị quyết 128, địa phương căn cứ vào tình hình dịch, tỷ lệ tiêm vaccine để quy định cụ thể về thời hạn số lượng người tham gia, phạm vi và công suất của hoạt động nhưng không vượt quá quy định của hướng dẫn, ưu tiên cho người tiêm đủ liều vaccine và khỏi bệnh COVID-19. Theo đó, đối với tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp, hoạt động tập trung trong nhà sẽ không hạn chế số người ở vùng xanh, hạn chế số người có điều kiện tại vùng vàng, không tổ chức hoặc hạn chế người tham gia ở các vùng đỏ và cam. Giao thông công cộng bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và hàng hải sẽ phải dừng hoạt động hoặc hạn chế hoạt động có điều kiện ở vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng giảm công suất, vùng xanh được hoạt động. Lưu thông vận chuyển hàng hóa nội tỉnh, liên tỉnh đều được hoạt động ở cả 4 cấp độ nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải. Riêng vùng cam sẽ hoạt động, nhưng đối với Grab chở hàng bằng xe máy, trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể quy định về số lượng người lưu thông trong cùng một thời điểm. Cơ sở sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ đều được hoạt động ở cả 4 cấp độ dịch, song phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống, nhà hàng, quán ăn được hoạt động ở cả 4 cấp độ dịch, trên cơ sở có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Riêng vùng đỏ phải hạn chế số lượng người bán mua ở cùng một thời điểm. Tương tự, nhà hàng, quán ăn ở vùng đỏ cũng phải hạn chế hoạt động, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, hạn chế số lượng người mua bán cùng một thời điểm các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như làm tóc bao gồm cắt tóc làm đẹp massage vũ trường karaoke quán bar internet trò chơi điện tử hoặc các cơ sở khác do địa phương quyết định phải ngừng hoạt động ở vùng đỏ ngừng hoạt động hoặc là hoạt động hạn chế ở vùng vàng vùng cam và chỉ được hoạt động ở vùng xanh hoạt động bán hàng rong vé số dạo cũng phải ngừng hoạt động ở vùng đỏ vùng vàng và vùng cam hoạt động có điều kiện và chỉ được hoạt động ở vùng xanh các hoạt động tại cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, thờ tự phải ngừng hoạt động ở vùng đỏ, hoạt động hạn chế ở vùng cam, vùng vàng và chỉ được hoạt động ở vùng xanh. Các cơ sở nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao phải ngừng hoạt động ở vùng đỏ, hạn chế hoạt động ở vùng cam và chỉ được hoạt động ở vùng xanh, vùng vàng. Bên cạnh đó, các địa điểm bảo tàng, triển lãm, thư viện, dạp chiếu phim, cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, thể dục thể thao được hoạt động ở vùng xanh, hạn chế hoạt động ở vùng vàng, vùng cam và phải ngừng hoạt động ở vùng đỏ. Hoạt động của cơ quan công sở giảm số lượng người làm việc, tăng cường làm việc trực tuyến ở vùng cam, vùng đỏ, vùng xanh, vùng vàng hoạt động bình thường. Đối với các cá nhân, dù ở vùng nào cũng phải tuân thủ 5K, ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế, tiêm chủng vaccine, sử dụng mã QR theo quy định của chính quyền và cơ quan y tế, đồng thời việc đi lại của cá nhân từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau sẽ không hạn chế đối với vùng xanh vùng vàng vùng cam không hạn chế nhưng phải tuân thủ điều kiện về tiêm chủng xét nghiệm vùng đỏ sẽ bị hạn chế có điều kiện về tiêm chủng xét nghiệm cách ly theo hướng dẫn của bộ y tế Nghị quyết 128 cũng nêu người bị nhiễm COVID-19 tại các vùng sẽ được điều trị tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế và quyết định của chính quyền địa phương phù hợp với điều kiện thu dung điều trị tại địa phương và điều kiện ăn ở sinh hoạt cũng như nguyện vọng của người nhiễm COVID-19.